Hoa sứ Lê Gia xin kính chào cô chú và anh chị ạ. Hôm nay Hoa sứ Lê Gia có về lô hàng mới, xin giới thiệu đến với cô chú và anh chị. Nếu cô chú và anh chị nào thấy thích thì xin mời ghé qua ủng hộ cho Hoa sứ Lê Gia. Và đây là cặp thứ 5. Cặp này gồm có một cây lộc thiên 3 lớp và một cây Petty Lady ạ. Và đây là cây lộc thiên. Cái này lộc thiên 3 lớp nha cô chú và anh chị. Dáng cây nó đẹp, gồm có cái tán lá nó xinh xuê, nó bo ghép dài nữa cô chú và anh chị. Và đây là củ của nó. Củ nó to. Đây là củ của nó. Mình về mình cắt mấy cái, bỏ mấy cái rễ này là nó ra hình, nhìn hình nó rất là đẹp rồi. Về cái thay. Về chị ơi. Và đây là thay rất chi là đi vậy. Đây là củ của nó. Cặp này bán với giá 300.000 thôi chú anh chị. Đây cái Misty Lady. Cái này là tàn, nó nhìn nó xum xuê lắm cô chú anh chị. À đây là củ của nó. Cái này mình dùng cắt tỉ mấy cái rễ nhỏ này là cái mình đôn nó lên á. Nhìn nó có dáng của củ, nó nhìn là rất là đẹp, nó cũng có dáng hơi quái chút xíu. Về lô hàng đợt này là nhìn nói chung là hàng nhìn cây nào cũng nhìn rất là đẹp cô chú ạ. Rồi, cặp này là gồm có một cây lộc thiên 3 lớp và một cây Petty Lady. Rồi cặp này bán với giá 300.000đ.